dám cười. Mày tao vậy anh? Đâu có đâu, anh nghe làm đó nghĩ sao vậy? Anh nghe làm đó nghĩ sao vậy? Mày một phát bây giờ. Alo alo, bạn nào đang bị phân biệt đối xử giàu nghèo thì hãy đến với shopthotv.com nhé. Hiện tại có rất là nhiều vòng quay hè cực kỳ hấp dẫn nha. Đặc biệt giảm giá khủng 70% rồi đó nha. Chưa hết đâu, còn có rất là nhiều trò chơi để nổ hũ kim cương cực cao nữa. Nhanh tay thôi nào, chờ gì nữa. Lên shop thỏ để dưới phần mô tả nha. Hello mọi người, thì lại là Thỏ đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Thỏ trong ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách xưng mày tao của một bé cute nào đó. Comment nhé. Thì bây giờ mình sẽ xưng hô mày tao với anh Giang Ca để xem phản ứng của anh như thế nào nha. Ok, nhớ là thấy hay đừng có quên ấn đăng ký kênh và ấn like cho Thỏ với nha. Ok, let's go. Sao nói chuyện nhấp gì vậy ta? Ok, để mình mở mic đã. Alo. Alo, nó bắt nhau quá trời kìa mày. Gì chưa gì hết bắt nhau mày. Amazing, good job em. Để tao tới, để tao đánh cho. Tao, nó bắn mày ở đâu? Vậy nó bắn mày ở đâu? Chỉ tao kìa nó kìa. Tao gục một rồi. Cái gì mày? Bên tao nè, bên tao nó bắn nè. Tao nghe tiếng trúng. Thiệt. Nó bắn mày ở đâu vậy? Kìa, trên đồi kìa. Trên đồi bắn xuống kìa mày ơi. Dám xin hô mày tao với anh vậy vậy. Nghe cho cái nhà em ơi. Ơi mày ơi, nó bắn tao. Cứu ai? Gì vậy? Mày. Gì vậy? Chết quẹo kìa. Đúng là nghiệp quật. Tao thấy nó ở đâu. Trời đi quỳ. Dám xin hô với mày à? Có đâu, anh nghĩ sai rồi đó. Em chị nói mang địch mà. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nó ăn địch gì, ngó gàng nói với anh luôn. Không có. Để lo nghiệp cuộc em mà kìa. Cứu em đi. Ngó gàng nói với anh mày tao luôn. Không có mẹ, em xưng anh em đồ ngọt xớt nè. Anh không thấy em nói mấy con địch là mày tao mà. Anh nghĩ sai với em rồi. Vậy đó ha. Vậy đó. Anh mới nói mới chịu sửa nè. Quá chuẩn luôn. Đúng là nghiệp vụ không chừa một ai mà. Anh Nhung. Giờ mày hay sao? Vậy mày nữa. Hay tao chết mày cười hả? Quá. Cái gì? Tao chết mà mày dám cười. Mày tao với anh. Đâu có đâu. Anh nghe làm đó nghĩ sao vậy? Anh nghe làm đó nghĩ sao vậy? Mày một phát bây giờ. Ý? Nghe lầm rồi nè. Không, em mới xưng mày với anh kìa. Ái chua, bạn ăn mì lắc nên anh nghe lộn mà kìa. Không hề nghe lộn luôn. Bạn ăn mì lắc kìa, nên nghe lộn em xưng mày tao chứ đời gì em xưng mày tao. Thấy chưa, bạn lắc thấy chưa? Tao mà lắc. Có, lắc kiểu ghê luôn. Đã nói mẹ mày lắc mà cứ cãi không vậy? Chết cha bây giờ. Thì mày cứ cãi không vậy nữa hả? Cái gì? Làm sao? Gan ha. Gan trời ha. Gan trời gì? Nó đúng mà. Gan trời giống xưng mày tao với anh ha. Xưng mày tao đâu? Em nói em đâu có xưng mày tao đâu. Tại vì anh xưng mày tao, em mới xưng mày tao. Tại vì mày xưng mày tao thì sẽ xưng biết hơn xưng mày tao nên em xưng mày tao. Vậy thôi. Cái gì? Thì đúng mà. Thế nói đúng rồi, sao mày cứ cãi thế? Gì mày nữa hả? Dạ. Làm sao? Lớn tuổi hơn em mới nghe Thọ. Lớn tuổi mà mày lớn tuổi hơn tao thì tại vì tao mà nghĩ sao tao cao hơn mày? Ok. Cao rồi sao? Chưa nhiều lắm. Thì tao bị mày tao hả? Thì tao có bị xương mày tao. Ừ. Nó đó. Chị luôn. Chị đó. Chịu không chịu à. Chịu. Mày hay quá à. Hay mà, hay đó giờ rồi, đúng mày tao mà không hay sao ai hay được mày. Nói chuyện kìa. Nói chuyện gì hay lắm rồi đó. Gán đi, gán phát huy đi. Thì phát huy nè, đi phát huy nè. Phát huy 24 giờ nè. Gán phát huy đi. Ừ, đừng nói mày giận tao nha. Cái giận. Mày không hớt được bao con trai gì. Thấy không giận nói chuyện kiểu kỹ. Thì không giận thì ai nói gì đâu. Ai nói gì đâu, nói thoải mái đi. Thì đây nói thoải mái nè, mà mày có giận tao không? Tao xưng mày tao, mày có giận tao không? Không, không hề giận luôn. Không giận đúng không? Ừ. Ok mày, không giận là được. Ok. Anh không giận em đâu, nói thoải mái đi. Ok, được.
Vậy à, tao nói thoải mái nha. Ừ, nói thoải mái đi, xin ra blog. Toàn sừng. Ok, cho lẹ. Ủa, vậy anh vô gì nha. Đã bảo không giận mà, ra blog là sao? Ừ, thì không giận với blog nó khác nhau chứ. Ơ à, cười quá à. Chạy cho nó nhanh. Mắc cười quá à, tự nhiên cái nãy không giận rồi nhờ ra blog mà chơi kỳ cục vậy, chơi gì ai chơi lại vậy? Còn blog với giận nó khác nhau mà. Ủa blog với giận cũng giống nhau mà, giận thì mới blog được chứ. Ai giận không? Không hề giận luôn. Không giận đúng không? Ok mày, không giận tao thì mày blog đi, tao lên tao đập cửa mày ơi. Bố mày nhờn với mày đó. Tính ra mày ở trên phòng tao á, ai lộn ở trên phòng trên đầu tao á, hiểu không? Cảm gì phá xe vậy? Thích. Nói chuyện thế á, nói chuyện với tao thế á. Thích đơn rồi sao? Bị gì vậy? Bị vậy? Không bị gì hết trơn á. Đây không phải là bị gì hết. Bị gì hết trơn hả? Tại vì cái... tại vì cái mày trả lời tao thế á. Anh vô. Bị á? Alo? Mất đâu? Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì em đang tâm lừa dối. Lấy bông keo tao cho nè. Bật mic lên đi. Cái gì á? Bật mic lên đi. Tao nói mày bật mic lên thì có. Alo, bật mic lên coi. Bật mic lên đi. Mày bật mic thì có. Bật mic lên đi. Anh ơi, bật mic đi anh. Vậy sao mày tao tới đi. Anh lấy bông keo, em cho bông keo nè. Có rồi. Ờ, có vậy thôi, tao nói vậy thôi chứ tao không chờ được. Đi mẹ cây tươi nhờ. Tao bơi xong kìa, nó bơi xong kìa, nó bơi xong kìa, bên kia kìa. Chăm máu rồi. Nó đặt bông keo rồi. Trên đây nó anh ơi. Keo đi em. Trên đây nữa. 70 máu rồi em ơi, bắn xanh đó đi. Ok. Để tao con này cho. Ok em. Ok, còn thằng kia đó thôi mày ơi, đợi để nó cứu. Nó bên sông kìa phải, tầm này. Từ để tao lên cho, để tao giết nó. Nó bên sông mà em, đi cầu nè, đi đường cầu nè, ai đi đường đó. Thì từ từ, có cần quá to thế á. Có ai quá to đâu mày, không ai quá to luôn. Có, nãy giờ anh nói quá to với em à. Không hề luôn, không có luôn. Chị heo tao. Chị heo tao nè, tao bỏ kê cho. Lại heo tao. Trời. Lại tao nữa hả? Làm sao? Làm sao? Giờ muốn nói chuyện gì phải không? Thì tại vì thân thiết nên mới xưng mày tao. Thân thiết cái gì? Thân thiết mà xưng vậy đó hả? Anh thiếp sân gì hả? Anh hứa nghe 4 tuổi nghe phải hả? Dám sân dĩ với anh hả? Nhưng mà em cao hơn anh mà. Ủa cao hơn anh rồi mắc mớ gì mày tao? Khó, chết mẹ mày rồi con. Thì sân mày tao mới vui. Vui nhà vui cửa gì? Anh thấy không vui vậy trơn. Nhưng mà em vui. Đúng mà. Vui tại em. Nhưng anh không vui. Nhưng mà em vui là được. Anh không vui. Quá tệ tệ thế á. Anh không có quá. Chị muốn sân mày tao cho thân thiết thôi mà. Ê, nó gớt vô kìa em ơi. Gớt vô kìa. Nó cứu cái thằng đó rồi đó. Thằng quỷ xứa lại. Nó bắn em kìa. Đi qua đây bắn này trước đi em. Cái quần đùi gì trời. Mày ao game anh em. Phái lại đi. Nó giống như là bị nghiệp quật á mọi người. Đậu xanh thiệt luôn á. Ảo thiệt đi. Cho em hỏi lý do sao em chết vậy. Ủa sao em chết vậy anh? Em bị bắn. Đậu xanh à. Em bị văng game luôn á. Sao vậy? Không biết luôn. Bữa nay gan ha. Bữa nay dám tính mày tao với anh hoài luôn nha. Anh nhắc vậy luôn á mà vẫn còn nói nữa. Chơi giận không dám sân nữa. Vậy? Chơi giận không dám sân nữa. Anh không cho sân nữa, sân anh em đi. Tại sao?
anh thích mày. Vậy lớn tuổi nghe mà. Tại vì em thương mày tao là tại vì fan kêu em thương mày tao phủ lòng anh thôi. Mày chị anh buồn lắm không? Gì buồn, mắc gì buồn. Dám sưng mày tao nhanh. Nhưng mà em thì lỡ sưng rồi thì chỉ là thử thách thôi mà. Xin nổi được chưa? Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Hứ hứ gì? Xin lỗi được chưa? Lỗi vậy đó hả? Xin lỗi gì coi được đó hả? Em xin lỗi anh. Trời, nói lại. Em xin lỗi. Quê bái luôn. Chưa thành ý lắm. Em xin lỗi anh Giang. Không, xin lỗi anh, lỗi cho em đó. Tự nhiên xuân mày tao thôi. Kiểu ổng bật của mình luôn mọi người à. Mọi người cho mình sưng các kiểu sưng cho nó nhẹ nhàng tình cảm tí đi. Chứ sưng kiểu này cho ổng giận mình luôn ý. Nếu cảm thấy hay mọi người nhớ ấn like và subscribe kênh YouTube của Thỏ nha. Nếu mà muốn thử thách gì thì cứ comment ra nha. Bởi vì không chơi nữa. Ghét rồi. Quê rồi.